2011A, một chiếc ô tô trong tầm giá rẻ chỉ hơn 500.000 đồng, tỷ lệ 1:14, thời gian chơi lên đến 25 phút, giảm sóc các kiểu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi thử nhé. Một chiếc ô tô trong tầm giá rẻ chỉ hơn 500.000 đồng. Vâng, tỷ lệ 1:14, thời gian chơi lên đến 25 phút. Vâng, giảm sóc các kiểu luôn, bánh lốp to luôn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong nó có gì. Đây rồi anh em ơi, một chiếc ô tô với kích thước cực kỳ lớn luôn, với mức giá chỉ khoảng hơn 500.000 đồng. Rồi một viên pin cho thời gian chơi khoảng 25 phút. Đây là một chiếc ô tô có thời gian chơi lớn nhất trong cái tầm giá và chỉ khoảng hơn 500.000 đồng như thế này. Thông thường với những ô tô ở trong cái tầm giá rẻ chỉ khoảng vài trăm ấy, thì thứ nhất là kích thước nó nhỏ, và thứ hai là thời gian chơi của nó sẽ tương đối là ngắn, nó chỉ khoảng là 10-15 phút thôi. Nhưng đây là một chiếc ô tô với kích thước lớn, kiểu dáng này, địa hình luôn, sượt chắc luôn. Vâng, và với mức giá của nó chỉ hơn 500.000 đồng thì anh em đã có cái kiểu dáng mà rất là đẹp như thế này. Và tôi nghĩ rằng rất nhiều anh em nhỏ tuổi sẽ rất thích cái kiểu dáng như thế này. Nó to anh em ạ, cái gì to là nó cũng sướng. Đây, bộ đồ điện bên trong thì cũng không có gì nhiều đâu anh em ơi, tại vì là nó là cái tầm giá rẻ mà. Nói chung là những cái dòng như thế này ấy, nó tôi đánh giá là nó cái ưu điểm của những cái dòng giá rẻ là nó tương đối bền, tại vì là nó không có gì để hỏng cả. Đồ đạc của nó rất là ít, nói chung là nó không có gì nhiều. Đây anh em xem này. Đấy, như thế này thì nói chung là hỏng làm sao được, trừ khi anh em tông va rồi đấy, quá mạnh nó hỏng bánh răng nó vỡ thôi. Chứ còn về cơ bản thì những cái dòng như thế này thì cái yếu tố về hỏng hóc của nó khá là ấy. Anh em thiết kế này, nó không có lè xòe đồ điện phải ra, và tất cả nó được đóng khung ở đây rất là tuyệt vời như này. Đấy, mạch điện cũng được bọc thẳng lên như này nhá. Mạch điện bọc thẳng như thế này thì với cái thiết kế như thế này, nguyên khối và đồng trục như thế này, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà nó sẽ kháng được nước nhẹ. Tất nhiên là anh em không thể đi mà ngập nước được, nhưng mà đi qua vũng sình vũng lầy thì nó có độ kháng nước nhẹ. Và cái bánh này khung gầm cao như thế này cơ mà. Đấy. Rồi có giảm sóc một chút. Giảm sóc một chút. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi thử chiếc ô tô 2011A này, với thời gian chơi lên tới là 25 phút nếu như anh em sạc đầy, với kích thước rất là hợp mố, rất là đẹp. Tốc độ tối đa theo thông số của nhà xuất là lên đến 25 km/h. Thì tất nhiên rồi, ở trong tầm giá này thì chúng ta sẽ không đòi hỏi nó phải tốc độ nó đi quá cao được, tại vì là với những cái dòng giá rẻ như này thì nó sẽ chưa, nó giống như ô tô thật thôi. Anh em mua càng đắt tiền nó sẽ càng trang bị nhiều các cái tính năng an toàn, nhưng với những cái mức giá rẻ thì nó sẽ chưa trang bị được những tính năng an toàn. Và với việc nhà sản xuất thiết kế ra một chiếc ô tô với tốc độ lên đến 25 km/h là đã là tốt ở trong tầm giá này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi thử nhé. Tôi vừa mới trải nghiệm xong chiếc ô tô 2011A. Vâng, lái linh hoạt, điểm mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận xét và đánh giá của nó. Thứ nhất là điểm mạnh là cái kiểu dáng của con này cực kỳ là đẹp. Tôi đánh giá trong cái tầm giá này với cái kiểu dáng như này, nó chắc chắn anh em ạ, nó cảm giác nó bền và nó chắc. Cản trước cản sau này. Đấy,
Nói chung là va chạm với cái vận tốc như thế này thì vào va chạm tôi nghĩ là chắc chẳng cũng chả hỏng đâu, nó ưu điểm của nó rất là bền. Nguyên từ cái vấn đề thiết kế bên trong nó đóng khung đóng hộp hết rồi. Điểm thứ hai là lái khá là linh hoạt nhá, nếu mà như anh em mà lái quen ấy thì tiến lùi này, đấy, drift luôn. Đấy. Đấy, thì cái lái tay lái của nó rất là linh hoạt. Ngoài ra thì thời gian chơi của nó cũng rất là lâu, đó chính là ba cái ưu điểm khi mà anh em sử dụng ô tô 2011A này. Tuy nhiên nó cũng vẫn có điểm yếu anh em ạ, đó những cái điểm hạn chế. Tất nhiên là chúng ta phải quan điểm là tiền nào của nấy thôi, chúng ta không thể là tiền ít nhưng mà chúng ta phải đòi hỏi nó công nghệ giống như là những cái dòng ô tô nó đắt hơn được, hơn 1 triệu thì công nghệ nó khác. Con này thì tầm giá dưới 1 triệu chỉ khoảng 5-600, hơn 500 nghìn thì nó chỉ có là thứ nhất là cái đánh lái của nó không phải là đánh lái bằng servo mà đánh lái của nó là đánh lái bằng motor. Cho nên là cái vòng cua của nó sẽ lớn hơn so với những cái dòng mà nó đắt. Thì cho nên là nếu như anh em muốn vòng cua nó nhỏ lại thì anh em đều cần phải điều khiển nó linh hoạt. Có nghĩa là chúng ta phải tiến lùi làm sao nó linh hoạt để nó drift, nó văng bánh lại. Thì lúc ấy vòng cua của mình nó sẽ được thấp hơn. Cái thứ hai là nó sẽ không có chuyển động là hai cầu bốn bánh mà nó chỉ chuyển động bằng một cầu ở bánh sau thôi. Và bánh trước sẽ tự đẩy đi. Nó cũng giống như các con ô tô thật thôi. Ô tô thật thì nó có những cái con mà nó sẽ chỉ là chuyển động hai bánh trước thôi, còn hai bánh sau thì nó sẽ không chuyển động. Thì với ô tô giá rẻ nó cũng vậy, nó ở đây con này nó sẽ chuyển động hai bánh sau, còn hai bánh trước thì nó sẽ không có cầu dẫn động. Động cơ thì cũng là động cơ bình thường thôi, nó không phải là động cơ to. Thì tất nhiên rồi, nó giá rẻ mà anh em. Anh em đánh giá về dòng 2011 này thế nào, hãy để lại comment ở bên dưới để tôi được biết nhá. Nhưng mà kiểu dáng này tôi ưng quá anh em ơi, nhìn đẹp, kiểu dáng này đẹp quá. Ok, xin chào, hẹn gặp lại, cảm ơn anh em rất nhiều.